Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một tâm tình của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm. Ca khúc có tựa đề Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy, chết treo thập hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới. Nếu tôi gặp rồi, thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Một lời chất vấn cho tất cả chúng ta. Có thể là chúng ta không chứng kiến được cuộc khổ hình thập giá của Chúa ở trên đồi Golgotha. Tuy nhiên, Chúa cũng nói với chúng ta, phúc cho những người không thấy mà tin. Và chúng ta cảm nếm được tình yêu trên đồi Golgotha ngày nào vẫn lan tỏa trên nhân loại này, trên thế giới và trên mỗi người chúng ta. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nếu của linh mục Thành Tâm. Gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy, trên treo thập hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới. Nếu tôi gặp Ngài thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Bao gian nguy, nếu chưa gặp Ngài một lần nào như lần đó, quán xưa bên đường làng em mau khi trời đã tối, tôi chưa được thấy, tay tôi chưa chạm tới. Xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn chân một người yêu ra từ thế giới. Ôi sao buồn thế, chia ly thôi từ đây. Nếu
gặp rồi, thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Vẫn luôn là những câu hỏi chất vấn trong hành trình đức tin, nhưng vẫn luôn luôn có một xác tín: tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Người yêu thương tôi. Cảm ơn quý vị, các bạn đã lắng nghe.